Ha, chào các bạn ơi, bây giờ là buổi sáng của mẹ Dương chưa có ăn cái gì hết trơn á. Mà mẹ Dương thì tính là hôm nay mẹ Dương sẽ ăn đại ngũ cốc hay là bánh mì sandwich gì đó cho xong bữa thôi. Nhưng mẹ Dương sực nhớ ra là hôm trước mẹ Dương có đi mua mì á, có hai cái gói mì nè, là mẹ Dương cũng chưa ăn bao giờ hết. Thì hôm nay mẹ Dương sẽ ăn thử coi hai cái gói mì này có ngon không. Cái mì này là của Thái Lan các bạn ạ. Một cái á là vị phô mai, đây phô mai là cái màu hồng nè, nó có nguyên cái tảng phô mai ở đây ha. Còn một cái là vị trứng muối. Đó, nguyên một cái cục trứng muối luôn, chành bành ở đây nè. Mình sẽ ăn thử coi là cái mì của Thái Lan này nó có ngon bằng cái mì của Hàn Quốc hay là của Đài Loan không ha. Nó cũng làm dạng như là mì khô chứ không phải mì nước. Thì mẹ Dương sẽ kết hợp với lại chiên trứng nè, chiên cá viên chiên để ăn kèm với hai cái loại mì này, ăn thử các bạn coi ha. Rồi, ý lại mình sẽ bắt cái nồi nước lên để mình trụng mì. Trong thời gian đó mẹ Dương sẽ đi chiên cá viên chiên nha. Có một mình mẹ Dương nên mẹ Dương chỉ ăn ít thôi. Mình đợi dầu nó sôi lên, nóng lên thì mình cho cá viên chiên vô các bạn. Thì bên trong mẹ Dương thấy nó sẽ cho mình hai gói. Cái này mẹ Dương nghĩ đây là gói bột phô mai, còn đây là gói dầu ăn. Rồi tiếp tục sau đây sẽ là gói trứng muối. Thì mẹ Dương thấy ở trong cũng có hai gói thôi. Đó. Còn cái sợi mì thì mẹ Dương nhìn thấy hai gói đều có màu sắc như nhau. Rồi để mẹ Dương ăn sống thử cái mì trứng muối thì xem có khác với lại cái mì phô mai không nha. Rồi tới cái vị phô mai này, mẹ Dương thấy hai cái vị này cũng giống nhau à, nên mẹ Dương sẽ trụng mì chung luôn và sau đó cắt làm hai phần, rồi mình sẽ cho sốt vô riêng để mình ăn và cảm nhận ha. Hai gói y chang nhau. Rồi trong thời gian này mình sẽ cho cá viên chiên vô nha. Buổi sáng của mẹ Dương cũng đơn giản các bạn ạ. Mỗi hôm thì mẹ Dương ăn sandwich rồi ngũ cốc nè, hôm nào thèm thì mình ra ngoài mình ăn. Các bạn ơi, mì của chúng ta đã mềm rồi, bây giờ mẹ Dương sẽ vớt mì ra nha. Rồi mình phân làm hai tô ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trộn vị phô mai. Và đây là một cái gói dầu ăn. Tiếp bên đây là gói trứng muối. Wow, gói trứng muối này mẹ Dương thấy nó có cái màu rất là cam luôn, màu đậm lắm nè. Và đây là gói sốt, không biết là có cay không đây. Rồi chúng ta cùng coi nha. Có vẻ hơi cay cay em. Hơi thiếu nước, mẹ Dương sẽ xin một cái nước vô. Rồi vậy là xong rồi đó. Bây giờ mẹ Dương sẽ ra mẹ Dương chiên trứng thêm nữa nha. Để chúng ta cùng ăn thử. Chiên trứng này thì mẹ Dương mua ngoài siêu thị các bạn. Rồi ok. Rồi mẹ sẽ xịt nước tương vào đây luôn. Rồi các bạn ơi, đây là hai tô mì, một bên là vị trứng muối, một bên là vị phô mai. Bây giờ mẹ Dương sẽ ăn thử để cùng cảm nhận với các bạn nhé. Và ăn kèm cùng với mẹ Dương ngày hôm nay sẽ có cá viên chiên với lại trứng và kim chi. Và cái không thể thiếu quan trọng nữa là mình ăn thì phải có nước uống đúng không? Và mẹ Dương đã chuẩn bị sẵn ở đây một chai soda chanh của Nhật. Rồi chúng ta cùng mở ra nha. Ồ, trời ơi, có ga. Thơm mùi soda chanh. Rồi chúng ta cùng đổ vô nha. Ngon lắm các bạn ạ. Cũng như lúc này cảm giác cái bọt á nó bắn vô miệng mình. Bạn Ruby thấy cái mùi giống như ngày xưa bạn Ruby đi Quy Nhơn á, bạn Ruby uống thấy nó giống á mẹ.
Rồi chúng ta vào việc luôn. Bây giờ mình sẽ ăn vị phô mai trước. Cái mùi phô mai đưa vào mặt. Cái mùi phô mai là đầu tiên mà vô miệng mình là nghe mùi đầu tiên nhất luôn, thơm nhất luôn. Đó. Ngon ạ. Rồi bây giờ mẹ Dương sẽ thử tiếp. Cho Louis thử miếng á. Đây là vị phô mai. Đúng rồi. Không con, vị phô mai này không có cay. Bây giờ tiếp tục mẹ Dương sẽ thử vị trứng muối. Mà không biết cái này có cay không nha. Rồi chúng ta ăn thử vị trứng muối nè. Vị trứng muối thì cái cọng của nó màu cam. Và trên cái cọng của nó thì có những cái hạt hạt hay cái gì đó nữa nè các bạn. Đúng vị trứng muối luôn và có một chút the the đầu lưỡi. Nhưng mà mình vẫn ăn được, nó chỉ the the cay thôi. Nhưng mà mẹ nghĩ là Ruby sẽ không ăn được cái này. Nó the the cay. Đó. Nhưng mẹ Dương sẽ ăn được. Mẹ ăn phô mai mẹ Dương khát nước á. Mẹ phô mai khát nước á. Ủa mẹ Dương có ăn sáng rồi mà. Sao thấy mẹ ăn ra nồi ăn nữa nhỉ? Không giảm cân hả? Trời ơi. Các bạn, cái này nó cay cay đầu lưỡi nhưng mà thực sự nó cũng cay nha. Càng ăn là càng ngấm á nha, chứ không phải là đơn giản là không cay đâu nha. Bắt đầu thấy thấm rồi đó. Tại mẹ ăn mà. Ngon quá. Bây giờ mình sẽ ăn thèm với lại cá viên chiên. Một miếng kim chi nữa. Con ăn thử kim chi. Con thử. Cay lắm. Cứ bệnh viên á. Ngon quá các bạn ơi. Quá ngon luôn, quá đỉnh. Nói chung mẹ Dương thấy hai cái vị này ăn đều rất ok nha. Lần sau mẹ Dương sẽ mua ăn tiếp. Mì vị phô mai và vị trứng muối. Cái này của hãng Thái Lan, hiệu ok. Đó. Buổi sáng của mẹ Dương ở nhà tự nấu ăn. Tự nấu ăn đơn giản xong, nhanh gọn lẹ. Nhà mình có cái gì đồ ăn gì thì mình lấy ra mình ăn kèm luôn. Đó, toát mồ hôi rồi. Cay. Cay nha. Cay nhưng mà vẫn muốn ăn. Ruby thử không? Mình thử cho biết đi con. Cay mà. Mới đầu nó chỉ tê tê thôi. Mình ăn nhiều nó mới cay nhiều. Ăn thử một cọng thôi, cảm nhận đầu lưỡi xem. Chưa gì mà ăn thử vô miệng. Ăn thử vô miệng luôn. Có nước rồi không sợ. Cay sẽ có nước cứu hộ liền. Làm sao? Cay. Vậy là bạn Ruby thích ăn vị phô mai hơn. Vị phô mai nó béo mà nó thơm mùi phô mai lắm các bạn ạ. Các em bé sẽ rất là thích ăn cái vị này luôn á. Không, mẹ có bột phô mai bên trong luôn á các bạn. Mẹ cho bột phô mai vô mẹ trộn lên mà. Mẹ, cái này có phải là... Rồi. Mẹ thích ăn nào? Mẹ thì mẹ... Thích ăn này nha. Thích ăn cả hai luôn, tại vì lúc nào mình muốn ăn cay á thì mình sẽ ăn vị trứng muối. Đây mẹ Dương để này lên cao để các bạn nhìn cho rõ nha. Đó. Cái sợi mì vị mì trứng muối á, cái màu nó cũng đẹp mắt hơn là cái vị mì phô mai. Rồi mình ăn thêm miếng cá chiên đi, cá viên chiên đó nha. Ăn thêm miếng trứng nữa nha. Mẹ ở Trung Quốc này cay không mà? Không không, hơi hơi thôi. Kim chi. Màu đỏ, màu xanh. Không, hôm nay mẹ nhưng mà áo xanh. Cái chai này màu xanh luôn, collagen.
Lỡ quá. Mẹ ơi, sao mới ăn một cái cọng mì không? Nó chảy là chấm mồ hôi luôn. Bạn Ruby mới ăn một cọng mì trứng muối thôi mà toát hết mồ hôi nè, đỏ hết mặt. Mẹ Dương thì cũng không ăn cay được đâu, nhưng mà cái mì này cay nhưng mẹ Dương ăn được nè. À quên cho bố Thịnh miếng. Bố Thịnh thì ăn cay được, cái này không có nhằn nhò gì bố Thịnh hết trơn. Cái này chỉ gọi là tê tê bố Thịnh. Ngon lắm, thơm hả? Thơm à. Mẹ có rắc những cái hành này lên đúng không? Trong đó người ta có sẵn rồi á. Ăn. Bình thường là mẹ Dương chỉ ăn một gói các bạn, mà hôm nay review là phải nấu hai gói luôn, nên mẹ Dương sẽ ăn mỗi thứ một ít, còn lại chút nữa bố Thịnh sẽ hỗ trợ mẹ Dương. Cho ăn thử không đi? Mì phô mai. Ngon tuyệt vời. Ngon ha. Thơm không? Ngon, tại có mùi phô mai. Vẫn chưa hết cay nha. Con uống nước đi. Vẫn ngứa đầu. Vẫn ngứa đầu. Cay ngứa đầu. Ê à. Cay quá, để ghế luôn. Muốn mâm mâm hả? Bạn vani khoái các bạn ơi. Bình thường là bạn vani kén ăn lắm, mà hôm nay lại đòi ăn mâm mâm nè. Wow. Bạn Ruby cũng thích mâm mâm. Đây là mẹ Dương đã biết thêm một món mì mới cho hai bạn nhỏ nhà mẹ Dương rồi. Mì phô mai nha. Còn mì trứng muối hơi cay. Đó. Rồi, mẹ Dương cho Ruby vani. Rồi các bạn ơi. Vậy là video clip của mẹ Dương đến đây là kết thúc rồi nha. Hôm nay mẹ Dương đã review hai loại mì trứng muối và mì phô mai. Tạm biệt các bạn. Nếu mà các bạn muốn mẹ Dương review cái gì nữa, các bạn hãy comment lại với mẹ Dương biết nha. Tạm biệt.